Con tao hứa gì vậy? Rồi, ok. Ở quá chúng ta gặp hết trơn. Chắc tự Đi. nhiên đồ quả là rất cao, siêu cao đó hả? Siêu cao, biến lớn một chút. Phải đi ăn hành chuối tiêu, cái này mới tải là AutoBB của mà hồi game Á Châu chứ chưa có tiếng Việt. Đây, đồ cho chơi. Nhìn game đây thì giống đã xịt tương vô na ná vậy chút, cũng bốn hàng đi đất nãy vậy xây thành trì cái thứ mình đúng vậy, thành chủ quản lý tất cả. Game lên đi mà có lâu thôi, chân đi chào thôi. Ngũ sư phó Long Hà Thượng Thành dịch bệnh Lương Thành, trong thành này dịch bệnh lương thực thì tiếp tế cũng không lên, phải đưa người về đại thành cường gì. Nói chung là đi cầu cứu, nhưng đợt tự động sẽ thi chuyển kỹ năng thủ thì sẽ ưu tiên là ăn đạn. Điên là chủ yếu là kéo khí rồi diêm thi triển khí là chắc quy quá à, đây quy ở cái nhân vật thi triển sẽ thay nương thao nhất định số lượng khí, vậy là mỗi con có một chiêu rồi bốn con bốn chiêu. Việc kiếm cách trắng này gặp kiếm à, một chiêu đâu có căng trắng như vậy, đánh hư sinh được mấy cái vậy. Người sinh lần thứ ba chiều đầu là kiếm cấp hết giận hao tổn 30 là 30 điểm vui rồi đúng không, kiếm này 5 gái chém ra 5 cái được ngẫu nhiên. Con này thì gây độc cho toàn đội hình địch, mỗi 3 giây là 22% được chiến chiến con cho con này là hồi máu cho đơn vị thấp máu nhất 224% chiến máu mình một ngày thì được chiến đến 500 ở đây đứng xong đó phần thưởng tiêu đề phần thưởng miễn dịch kinh nghiệm vật liệu, cái này là vật liệu hả? Được cái băng linh tăng chỉ số máu tối đa với tăng tỷ lệ bạo kích thành chấn level 1. Đây vậy thật lần chủ quỷ à? Chủ quỷ là như là bà chủ không, chủ là tháng 7 lưu quả chính của áo vậy để giải quyết nguy cơ tài nguyên của mình. Thật lưu nè, ngọc tài gỗ à, đá gỗ đi cách tài gia này là kịp lỗi hiếm nè, thiết thiệt thật tuyệt bái đạo mặt tệ như thảo của đạo hành đạo lỗi chết đây thứ không trời đất thức hộp. Đề bài tiếp theo là 80/300 Nguyễn sư phó trên trời có mây mù vui quá dịch bệnh hoàn thành gì đấy không, dù phái người về là thật thù thiệt nguyên thì trong lòng cũng có dự tính gì nữa không, cái này thì gặp dự tính đấy không mình chỉ nghĩ là nhớ phần trước này là ập mơ trong bụng có ba đứa trẻ là xương sớm bên ngoài này là chép kinh thư tiếng về kêu ghế ghé trong rất là hài lòng, như vậy hài lòng thì biết mặt nhàm chán thôi nhưng cũng chưa cười mình có góc gia thành chủ trong đây đó nha, cái này chắc thời gian cũng thật lục là cu ly một cái kêu vậy lông da đi hấp hương lông da nè mày xin có hả hết giờ bái tế rồi cũng ngay đúng là chế
nghiên cứu về đơn thuốc rồi mình đếm. Cái này là mức pha quả. Cái gì? Tôi bấm được phép là muốn nuôi không? Thì đang. Con này là trực tiếp trị liệu. Chiến lực nó là 80 đi, đánh 225 và đánh 2,5 ra. 8,64 nữa là khoảng 200 đào đánh. 10% trong đó đem về trị liệu là 20 máu. Con này đam cao. Con này hồi máu. Con này thì bút chơi cục phải sói. Cái gì? Cái này là lại với nâng cấp hả? Chứ trùy gì mà trùy này hết không? Được game chắc không có ghẹt gì đâu. À, và bắt tiếp số. Đi đồ dân độc đi. Đi kiếm. Tìm được 3 món rồi. Thì cái phép của mình đã đọc live. Đọc cái đọc phán rồi. Là độ đánh là tự động, cái này là đánh tay, đánh cái thì gây chấn động, còn cái này là tiêu nó có phải trực điểm mà quy điểm ký mỗi 3 giây 22 đánh chiến lược. Bây giờ dây được tập 8 lần chiến lược 22% thì 300 là bán sát 6 giờ 86 đào mà gấp 8 lần là bán 520 đào là 4 giây tính ra không đấu lãi nhiều nữa ta. Con này cũng mạnh này, con này thì mạnh hơn nhưng mà chắc được mục tiêu à. Con này thì 600 lần của là chiếc kiến đi chiếc như 300, 600, 1.800 lần thì bút đồ vô kiếm khách này. Này cái gì con lết ở chép chính trị gì đó những cái như này hình tội đặc dịch mày dốc chắc chống hình tội sợ thêm á đủ như nó tặng quà khí đồ mày giống bản trang phú coi lại những gì có được. Thêm vật đồ giám chắc quái mấy quái được tận độ hướng dẫn nhân thủ đâu đó không đồ vàng ngồi để gì đi đêm để gì rồi đẹp ba đi tiếp cũng thành mình đây nè cục đá nè giờ mình đi cái hướng này á à. Vòng ở đây dọc cái này tôi chăm biết con này đồ mà có chịu máy nữa cặp vô chịu máy làm cái gì chịu máy phạm đồ nhau tu vô chứ có thằng nó bảo là chịu máy mấy tiếng hồ cái phạm đồ à bởi ra này có 4 tầng nè đi 2 tầng à gâu bút tròn người nhấn nút đi rồi dịch thấy vậy. Tự cách thiêu á cái này là tự động là lập lại cái địa đồ tức là đi vào cái map này chủ động
video post này. Nó có chữ 2 ở cái vị trí thứ 2 trên cơ đồ. Mày đã chạy thì địa không ám. Có người tới thăm nè. Rồi Thành có một thương nhân ăn mặc, nhưng một thương nhân gọi là Chu Lão Bản, nó muốn sống nhờ Thành ta. Người từ ngoài đến, không biết từ đâu, lông tóc không tổn hao gì, eo nắp, có không ít hàng, nếu muốn tới đây kinh doanh. Đường xa còn cống thêm hàng và quần áo thì ngăn nắp không một hạt bụi chứ. Chào nhân à. Chào chủ đại nhân, đại hào Chu là du lịch, thương nhân tứ phương, kiếm tiền của người đó, đi khắp thượng quốc vô số thành trấn. Thực sự là đã có tuổi rồi, già rồi, đi đứng không tốt, muốn sống ở đây là một ít mua bán. Đồng ý không? Thân trắng nổ quần áo không bị ghép dưới mấy khói. Nếu mà chạy đến chúng ta là quý địa. Bỏ mệt, có chút bản sự. Thầy chắc là siêu nhân vô nghề. Không có nhiều tiền để nuôi người. Cao nhân đến mà thay đổi đi đó. Dân thương mình chất béo. Nó lộ vậy á. Có tiền không à. Lễ nghĩa chu đáo. Thành nhỏ. Đất hoang. Chú tiền này thì trước sau cũng chạy hết. Không có lời. Trời, nó tặng mức hoa quả cho nhỏ này. Mức hoa quả thì bao nhiêu cũng có. Chịu dỗ cho em à. Cao cũng luôn người này. Con game này như lông cao nên là thằng chủ luôn. Gì? Thành chủ là mình đóng vai tên là thành chủ tên là Long Cao luôn. Thành trấn chúng ta dùng hú nát, nhưng rồi nhét ra chút thì cũng không có vấn đề. Chu lão thì đồ quý không ít, cần có người cần có năng lực để hỗ trợ nên là cũng nhận hắn. Mà nghèo như nhau thôi. Nó hỏi mình có thu nhận hay không rồi cuối cùng nó tự nhận luôn. Thằng thành chủ không có quyền quyết định gì hết. Mấy thằng lính tự lo luôn. Chúng ta thành chủ đại nhân luôn. Những địa gặp gái đâu làm ăn. Núi nghèo nước tận. Có một đội lành thảnh thơi. Chỉ quyết cũng su khó. Hai thằng lính của mình là người cần thiết. Cố phúc. Chu Lão Bản hỏi gì đây? Đồ nó đem linh khí ấy. Thằng này mở shop hả? Thằng Long lại thanh vật phá tụ. Phá thạch gì kia bao rồi. Hình như lúc trước bắt cái thanh vật con nghi này cầm đi. Nè mở shop nè. Thanh được cái kinh nghiệm. Nó bán là cái gì? Cái này là gì? Cái này hả? Hình như là cái này nè. Nguyên thiết. Thông qua phân giải linh khí thu hoạch. Linh khí là cái này đúng không? Phân giải nhưng phải 30. Tức là mày gã món này được 30 đồng. Đồ nó bán đây 300 là gã 10 món mua được món này. 39 2-3 món là đánh số tự. Nói chung là đồ thôi. Này có 4 lốt đồ. Nói chung như này phải cộng. Ôi rồi. Trực tiếp trị liệu thì thăng quan thủ hả nữa. Tiếp. Lâu cũng to.
có 4 lót là chắc còn nhân vật thứ tư nữa. Bốn đạp mỗi 3 giây. Nhưng mà được cái kiểu AOE thôi chứ không có mạnh. Còn chưa tới boss nữa. Chưa boss rồi. Boss rồi nó giống con của mình cái gì. Một đăng của mình. Cái là thiết linh, phân giải bao trục, nghề bảo kích, kiểm sức, kiểm đó là tỷ lệ né tránh thôi. Thạch lưu, lưu với cái mình cần. Thành trấn có rất nhiều vọng, nhiều vọng có tác dụng đó. Để cũng không dùng, không có tác dụng gì. Biết luôn một trận thực luôn á. Mày muốn lửa gì nữa đây? Tiểu trấn thì ôn dịch tứ phương, bên ngoài có độc xâm lấn. Chỉ dân mấy ngày đã xem xét, thằng dân vô thành trấn con ra ngoài, tinh thần khủng hoảng, có thành khỏi bằng bệnh tình, kinh phí bị bật. Trời ơi, dân chúng độc mà nó bắt đi làm việc nữa. Này mới hết bệnh mày. Bệnh rồi bắt đi làm. Ừ, hết bệnh. Tăng lên thành trấn chuẩn bị lực lượng chiến đấu rồi. Thường hơn kiện thể. Bị Covid rồi bắt đi lao động hả? Nếu như em tạo này phải động Covid quá. Có việc để làm, chỉ dân bên trong ưu tú gì ra ngoài làm học dân. Tay người tốt là đầu bếp, chỉ biết làm hợp nghề. Sư phó dạy người chuyên nghiệp sẽ thành người chuyên nghiệp thôi. Cái phòng không dùng trong sân bãi bên lao động. Mọi người sinh kế bằng miệng chạy đầu. Cái việc làm tinh thần thì sẽ tốt không ít. Nhức đầu ra. Đúng rồi, chùa lão bản này tốt cuộc là thằng thánh thương nào. Chấp chấp. Chiêu mộ. Điều 12 lót. Bốn thằng lấy hết. Cái phong y sư mỗi lần công tác và sản xuất 5 đồng. Đây nó chia 2 lát đây á. Y sư với thương nhân thì mỗi lần 5 đồng. Y sư thì cư dân lao động thì sẽ bị thương, y sư có thể trị liệu. Y sư có thể chiếu cố chỗ đi, cư dân công tác cái gì bài đầy đủ. Tức là cái hiệu ứng là cái áp phép gan á. Trong dòng dấu cộng á. À nó bút trong ô thôi, nó bút trong phạm vi hai ô này, hai này là chéo nhau được. Con này là chỉ bệnh chứ đâu có bút đâu, ngoài sao biết nó bệnh không? Công việc chuẩn bị bên nhau, chắc là mỗi ngày chiêu mộ được lần đó. Thôi đi tiếp, shop shop, tiền không mua. Tầm chủ nhưng mà nghe gắt. Đánh boss nữa. Ăn nhờ ở đậu trong thành mình mà nó bán giá cắt cổ nữa. Đã nói nhân tài không đuổi đi rồi. Và 400 giây thì phải đánh trong 5 quay. Mỗi quay 80 giây rồi. Con này mất máu dữ ta. Không. Cảm giác yếu yếu rồi. Làm đọc vô, đọc nó tích nhiều tầng nữa nè. Báo. Báo là gầm ra. Đọc vô. Tại sao không trên máu dữ vậy? Máu. Máu tích.
đầu cuối cùng kiếm vàng, mà vàng nó vào một à, bí pháp nguyên tố hạn định đoạt đội duy nhất. Tạm phòng ngự hiệu quả chống tự, hiệu quả chống tự rồi đỡ đòn tổn thương bắn ngược rồi bản đam, cứ thành lên được level 2. Chiến dịch chạm này thành là không có bọn ai luôn. Cái điểm xấu không? Nghe cái đợt chân lão thái như thế chịu không dịch, muốn nhập một lần. Cảm giác chỗ đó mình vừa mắt. Cấp thiên hạ lão thái bà thì đứa lên không sai việc lắm. Mùi một mắt có thể đi, bà già mùi một mắt tìm đến mình rồi. Kêu nhân đến liên tục. Nếu người chết là người sống, mỗi một chút không sao. Mắt lão cụ, ánh mắt thâm thúy, một mắt mà còn ánh mắt thâm thúy, giống như từ quen biết, đã từng thấy qua nơi nào. Vậy giang bà phù hủy trong mấy câu chuyện cũng để nhận bái kiến thành chủ, để gì? Trong thành chính ông dịch là do hóa lộc tà thuật, long tà thuật. Có nhiều vật thì có thể tìm được chỉ liệu. Không qua tu tập tập, không qua tu tập tập được quá năng tập pháp thôi. Nói chung ôi gặp tu tiên thì nó phá hoại. Thành chủ mình cũng tên là Long Ca, nó có khi mình là bất chú luôn. Tự đào tạo quân đánh mình. Bà này thì có nghi vấn gì á? Nghi nghi bà này. Rồng nấu hóa thành người tên gọi Ảnh Long. Chưa từng biết những khái niệm ngũ long thiên hạ là cái gì. Thiên mệnh. Ảnh Long trong thế giới này có thể là có không thể tưởng tượng, quy năng là cực lớn đó. Không chỉ bầu trời, việc biến nhân quả từ không sinh có, anh có thành công. Vì áo ma Canada có gì 3000 tay mắt giữa thiên địa. Người không thấy, không nghe, không biết, đó là bình thường. Nghi sao bà đã biết? Thì thằng thanh chủ mới nghi bà này, tại sao? Quy năng, luân hồi chi kiếp do thì con rồng nó dẫn quy năng. Cứu người quan trọng thôi. Tích hợp kim châm của triệu thảo hả? Bà lão này như có chuẩn bị mà đến mà. Tức là bà đến đây có mục đích riêng, không biết mục đích gì. Nhưng thôi, cũng phải cứu người đi. Bà già và nó dịch ra thành đàn. Bả thiên châm nhưng mà trong người bả đau đớn hơn, nó là bị chích. Mười mấy người bệnh thì đều trở nên khởi sắc. Bà chủ chích rồi. Tìm mấy dược thảo rồi bả, chắc nhiệm vụ quá. Thì hạ đi nhất. Siêu bốn vị thuốc là vui giận ai quái. Thì có bên cạnh thi mộ bên trong có thể tìm được, tìm được bốn người phối là đó. Xin tình cái việc nha. Đó, thằng này lấy đẩy xuống dạy nha. Mình thành chủ thôi, nó không có người quyết cái gì vậy đó. Chỉ nghe mấy thằng lính nó tự nói chuyện, tự ra quyết định cho mình làm. Quyết nó đủ, à hải. Cái thằng còn bốn thằng sẽ lãi trong cái kẹp đất ha. Nữ bọc lúc cài chiến thì coi cuộc 5% mà báo nó ra như biết đi ra không đầy à. À mỗi cái thành tích thì nó cho mình một cái bút, đưa vào cái chính sách lên đây, nói ra nhập được chính sách cái này tốt 30. Cái gì có ngon không?
tiền của mình. Dân mới bắt về làm vua lấy gì? Đây tiếp tục là gì? Là hỏi về đêm một người lưu vàng đúc là không khí thì gặp 7 bỏ ô này đọc đi 8 à ở dưới luôn có tiền rồi gì nơi một một nó dạng cho mình những cái này kiếm đi cái hộp gì kinh thương nó vết thương nhẹ sẽ tăng lên trọng thương ai thằng y sư bút cho nó mà nó giống bị thương nữa tay này vô mày bị kinh thương hả đuổi luôn chứ thành nó ít tôi phải tàn bạo ủa bê không con cột bê một cái gì tức là để vô đây nó cũng được á à không chỉ là cách bui khác thôi chứ không có tăng thêm có chín là 81 ô kiểu như nó cho mình nhiều lựa chọn gì để là thay cái đổi kiểu rồi đó con xếp lại cái đồ có đồ vàng à chiến cao hơn phòng tím luôn tím như đây phòng sạch phòng sạch thì ba con ba cái chuồng cái này tăng máu chỉ là bởi kích con này xài độc đa mau e chứ không là bởi kích đâu bởi kích luôn phải học phân giải đi bấm phân giải sao ta giải cái 30 đồng à không này không hiển gì luôn đợi lụa phân giải hết phân giải à 120 nguyên tí ở đâu ra kiếm tím cái gì em đánh gì mà nuốt được gì nhiều tiền 180 đồng nó bán đó có mua là mua cái ô 4 nè tại mình chưa có 4 nữa 700 để tiết kiệm đi đi tiếp tà phong đạo bắt đầu được ờ bắt đầu mấy vết nó giống hệt rồi ba con bên mình là ba con nó trò này đánh con mới chứ có phép mới và mỗi chiều số 2 giờ đồ vô con độc nó đánh đơn thì đánh con này tiếng nào hai từng đọc ba từng đọc luôn từ 56 có thầy đứng ra đọc thì đánh ao e thời gian đúng không cái chuông thì nó không có rớt tiền mày ơi nó chỉ có tiền nguyên không ạ rớt tiền nó mà thành khớp luôn á rớt tài nguyên rồi lấy tài nguyên nó phân giải rồi đồ hoặc là sau này dùng nó ép đồ chết á hai bốn sáu hai sáu nhập dây năm nhập dây nha thì khỏi 2 phút quỳ này cái tăng được không đâu
Thử đây, tôi biết được. Đông con thì vào chỗ hay để kiếm độc tao nghe toàn ngã các báo hồi chú vào còn nào solo đơn thì lại chú một có gì đây chứ không cần ngồi đâu con này còn gì máu mà 95% lực chiến hết luôn. Năm trăm hai mươi chia vô sáu ạ. Báo đi. Đọc. Báo. 1301 viên thay thủ. Viên là chắc để tăng cái chỉ số viên. Mọi coi có con nào cắt tay vô. Bốn lóc thì phải có chứ còn bốn nhân vật chứ. Thấy quái mới không? Có mấy con này đặc biệt là cửa độc nó còn giòn không à? À lan độc thành lên level 3 luôn. Tiếp level 3 không? Thì nó ăn thành chảy. Cấm già đó hồi máu không? Con này con cá nóc đi. Chìm chó cá nè. Gọi như cho nó gọn. Phải chặt chìm chó cá. Chứ con này thành con Pikachu nữa là y chang Pokemon luôn. Đó, 15 giây trên đầu. Đi đi ta. Gì đây? Phải lên đầu hả? Nè cha hả? Mùi xuân ấm áp à, trong hoa đưa nở. Người đâu phải chạp. Cũng phải lò. Cái này ngâm thơ quá. Người này ở cảnh là ở trong trong bọn lực qua. Biết các ả nói gì, có điện cố gì quá khứ. Từ nhỏ là nó mất một coi đường bé. Mẹ già hồi đó một coi đường bé không không? Đâu, sinh ba năm sinh sinh được nói chứ một coi gì. Còn thứ ba trong gia đình. Đầu mùa xuân 3 tháng thì tại lúc mà 3 tháng đầu mùa xuân là mùa hoàng hậu qua đời. Để đây hai đứa nhỏ trong đó đại hoàng tử được phong làm thái tử lúc 6 tuổi. Người ta pha cà phê ngày pha cà phê xong thì thái tử nhỏ lớn luôn rồi. Thái tử nghĩ đến sức ruột mà để tan nữa nó tan mình đưa một đó tháng mai thì một thân người đưa bó hoa cho hoàng hậu qua rồi thái tử nó đi chú dừa nè quân địch tranh đấu liên tục giống như là đang đứng trên một mảnh bình ngọc có thể đấu sập bất cứ lúc nào. Tuổi mất mẹ lần rồi lại gặp một người thứ mấy trong khi là đang nắm chức thống quyền cao trở thành người thứ nhất may có người già thì hạn chế ấm là đi chơi có vẫn có người quan tâm chăm sóc nhưng đỡ thái tử trưởng thành theo tử độc cái trở thành đại đế vương chú một kích thật tốt chuyện thương hạ mà thôi đâu phải tập đại thuật nữa cách tự nhiên trở thành một mệnh phấn đấu dễ dụa tìm kiếm công nghệ liên quan của số mệnh liên quan thì có thể là phản bản chữ không thái đột người đối ứng với mệnh cái gì đó không giao nói chung là vượt qua được số mệnh nhưng nó không khác gì ở số mệnh bên cạnh nói cho đã xong cũng đánh hả à? Tưởng không đảo chiêu thực như đang vô tô rồi chết chết cá rồi
ba cả dòng độc đó thôi. Còn cho hiệu quả đánh mình tới 200 mấy đâu, đánh mình 6 phát mới chết thằng này. Giờ mấy cây không còn máu rồi. Tiếp tục nữa xong cái một màu trộn được vào một thôi. Vì trai đánh lại được rồi thì đi trắng đi từ đầu trước. Con này đúng muốn chơi cho độc luôn. Trắng thì phá hết. Tăng đam, tăng một bộ chức phí, mày học mất kinh nghiệm. Chức phí cực quá, tăng máu, tăng phòng ngự, tăng bổ kích tốc độ. Con này thì bút thôi. Tới điểm chìm này vui không vậy? Cái tím mà phải suy nghĩ. Cái đế sạch này thì đi không bạc rồi. Mình có thể đi đeo đường sọc. Tập tao tao nha, phá mình ghé tao phân giải à. Thì phá cho phải hai đồ giống nhau mới cường quá được không? Ủa rồi có không được luôn. Cường quá nhiều phải có cuốn sách vậy. Giống mà ép đá. Bây giờ có 500 đồng chỉ cần mua mấy nhẫn này thôi. Anh ăn nhờ ở đậu nhà mà anh bán mắc quá anh ăn. Đẹp nhưng không còn là mới. Cái trò này có mắc kia. Tiếp tục vừa tiếng nữa. Bắt mày tới ra được mấy thằng? Dạ, vừa 4-18 rồi. Đính lên đính tím luôn. Ủa tú mày. Cái gì đây? Trường sư đầu bếp rồi. Nấu nướng mỗi 30 giây thì sẽ sức thụ thương sẽ xuất hiện trong chỉ nấu 10 món là dính bệnh rồi. Rồi bệnh rồi tăng lên chỗ xếp cư dân 30% tốc độ tinh thần hiệu ứng với nó là ba cái hàng ngang để nghiên cứu chỗ xếp rồi. Nếu EC dấu cộng thì đặt nghi sư hai bên không nghi sư đặt thành con ngựa rồi được gì máu này. Trời chết rồi. Ở hôm nay luôn. Này đi sư. Bố ngồi xung quanh. Bố ngồi xung quanh. Tuy nhiên này bố ngồi mặc được ban đầu. Ui tôi bảo lại. Hết tiền ấy. À nó bút thay ô trái phải hả? Được. Đi sư ưu tú để lại bút được 4 thằng lốt này tiếp tục đào mỏ đi không. Ba thương nhân 4 thương nhân chiêu đòn nó mở đường thôi. Bắt cháu rồi chút xíu như đủ đùi rồi trời đó tác dụng của chiêu bái đó mày hiểu chưa. Rồi, đúng rồi. Đi sư ở đây với đây ô chưa tuyệt quanh vào có để kiếm tướng tím tiếp tục đi xong nhiệm vụ gì nè bả trong độc luôn thăm dò luôn độ chiêu chiến ngoài phòng không độ cho mấy cái này nhiều lắm có tiền nè. Tiếp tục bóc lột. Đi
587 thuyền với 500 biển thạch. Vì cái vàng này nó cần nhiều hơn tiền nữa. Đọc đó. Làm việc đi, cái công dân của ta. Hết rồi, con lấy nhét đi dư vô đây. Giờ con đi, để con đi sư đây. Không, đi sư thì phải ngon hơn. Rồi. Ngạc chụp ra. Bán nhiệm vụ là cái gì? Lung linh đổ quá. Ngày khô mọc. Mùi dưới sâm. Lung linh đổ, chỉ đi qua tới đây luôn. Theo cái đường này rồi đấm nhau đã à. Chỉ chưa thấy quái nào mới nha, vẫn là chó chim chá nha. Thấy dễ dàng hơn quái một chút nè. Con này nó hồi máu như hai nè. Chưa, khỏi dí vậy. Nhìn bước sát thương rồi, bước ra thôi. Chém. Ở đó mày không kêu tròn ngoài đông à. Tây bốt. Cái này là gót lòng. Không được cái bát không có gì vậy. Cắn bát đúng không? Cái chuông không thấy chuyện gì tiếp. Cái câu trái tim khớp đáp chưa. Có trái tim như vậy. Có nữa phải ta ghép vô cái con hỏa pháo. Rồi coi có chỉnh ưu tiên cái gì. Để dành ba ba cũng bóp. Ngao tay tải. Đó. Kìa. Cái này phải để thêm vàng hủ nữa, hồi báo nó mới có lại. Tại vì hồi máu mà để con thủ cái trước, tao nó trước, con cháu sao? Để đâu được để cái kiểu đó, mặc định. Tụi nó cũng chỉ đánh vô mấy con thủ à. Nên để khoảng 3-4 con thủ hồi báo là gọn. Tại vì hồi báo mấy ngày đầy máu rồi, hồi không? Hồi nó test rồi. Và quái chưa thấy quái mới nên hơi gì phép hết. Chịu độc nhưng quá mạnh. Càng đông quá thì càng mạnh. Làng bên nó cũng muốn bình mình nữa. Bốn con. Cái này là 5 con. Sao vẫn là 4 đâu. Gì đây, gì đây? Dễ tỏ hồ khiếu. Hồ khiếu là CD gầm đó hả? Hồ khiếu thì vẫn còn đủ rồi, có chữ hộ rồi. Nè.
có khi nào thì bất đã đãi đánh lui quân địch. Tuần đầu thì có 40% đánh lùi địch, chắc là bỏ qua công kích nó luôn á. Vừa đổi giáp vừa hồi máu luôn, 60%, 6% của mắt HP. Của cái này mới hiện ra, chắc mấy người gạt làm kiếm cho anh ấy luôn. Tốc độ con này còn thủ chứ không cần tốc độ, tăng được 2.8% hồi máu ngon. Giá luôn một giá này sắp xếp cho ta đây không cấp ba cùi luôn. Nó tránh ngon rồi, còn phui thủ được rồi. Chính nhầm đầu rồi, đi con nghe chưa? Đi! Bây giờ hưu tú đâu nào hay đây? Đâu? Ba cọc rồi. Tự nhiên hưu tú mà vẫn dàn đồ lên 1-1 rồi không? Dàn chuông nữa. Vậy đồ tốn vô gì? Để đây được phải cái bút. Bút như này, bút nữa nè. Bây giờ món ngu nữa phải 300 đồng với 1.000 tiền rồi. Bắt đầu cái tính toán nữa. Các nói không? Có em này có gì? Bà này với em là gì? Cô nương tuổi còn trẻ còn cụ. Chú ý nghỉ ngơi. À, chủ quỷ hả? Chú mi nước này, có liều tay chị rồi. Bà sợ này làm việc quá sức. Nhưng mà cái thời tiết thì đang dịch bệnh, nó không lái sức gì nữa. Cánh tay đi đứng gì hả? Có chút tức gì hả? Quá độ đau vai, đau vai là hình như được to á, mỗi vai còn gói nặng nề giờ ngực qua mở cái sợi con cối tôi hiểu cao xuống và bắt chữa cho nó à. Thá lại nguyên nhiên cái bà á chứ không có tin đâu, thì đâu có tin thuốc không mua nào giờ đủ tiền mua máu mình chọn đại cái đi. Sinh mệnh phòng ngự, phòng ngự tăng lên chỗ sắp xếp rồi cho con à, tăng được cái thu nhập ký, thu nhập ký để cho thằng viên xài. Cái này tăng đam, cái này tăng phòng ngự, phòng ngự sinh mệnh phòng ngự đam đi đam chân độc phòng ngự này. Ok. Này lấy gì ta? Được tính. Đi phải phá cái lùng đồ đã. Con lông nè. Độc. Rồi chơi thứ tiêu này á, 40% đánh được quân đòn và tạo thiên hồi máu luôn. Thiên như là cái dòng màu trắng thứ hai, 4, 4, 6, 4, 8 triệu máu này 3 ngày gì đâu cần có hồi máu nữa. Mến lâu dài có hồi máu được mày, con này vừa thiên vừa hồi máu luôn. Tốn 32 điểm. Con này thì 28 điểm không trên kia. Nhưng mà con này hiệu viên, bỏ hiệu viên ra thì nó không có tăng hiệu viên nổi luôn. Chém đi. Đọc.
những số lượng nhiều thì chúng phạm độc được. Chưa kể có con này có biết pháo. Bây giờ phải hai con biết pháo rồi, nhưng con chưa ba con này chạy. Tới đoạn thấy đánh nâu rồi, bảy cái quay. Boss B1 chỉ cần chấm bụi bao rồi. Xíu chọc cái viên nhà vô cửa. Chết một quân rồi. Thôi bật auto cho nó đánh đi, đỡ điều khiển. Đúng là game Trung Quốc thì auto sắp tốt, tận trang mình chỉ ngồi nhìn thôi. À mình đã bỏ tay. Và hình như không có ngồi nhìn, nó chéo máy luôn cũng được nó hay. Cái gì nó bảo thì chỉ bấm một chút thì chéo máy. Rồi, chơi đi, cái kiểu cách nội bảo. Lúc đông nó không chạy học. Quay cuối rồi, cái kim mana này phải qua với những kim một thôi. Cuối chưa kịp. Bắt chút báo nữa cuối kịp. Chiến đuôi ổng bắt đầu mới quay một thằng nó phá ổng rồi. Để kiếm thêm con thầy thủ nữa luôn, chắc sau này mới cần thầy công nhiều đầu game với thầy thủ. Tại vì sau này nó giới hạn thời gian nên sẽ có công chứ họ thủ rồi mình đánh đến việc. Họ thủ thì khuyến cách đọc vô ăn chỉ có ứng một thời gian đến số lượng như vậy. Tình anh là vài này chụp chụp nó mới boss gì đây, Long Lan đặt chân, mùi dĩ tanh hôi đúng là xác thì được. Trên người ngôi cũng như vậy mà. A à, là tâm tình không sáng, bị một gheo họ nên dùng kịch bị. Khi con gọc này là thi tiến được thôi. Đây một người gió ác được cái con lưng. Đừng thu kịp, ba dân không được quá hành động xuống. Thành thủ đề nhanh cứu, rồi mình sống liên quan quãi à. Chỉ là không chịu hợp thành chủ này là con rồng quá hình á. Thành thủ gây độc nó luôn, giống đó đón lúc đầu á. Thành thủ đề nhanh cứu, tôi bị xấu bỏ thật sẽ. Duyên trời nữa, hắn với ông ai vậy? Thử sát là phá đảo rồi em không? Ừ. Cơ duyên như vậy là không nên đụng vào. Đừng có làm vô phải ạ. Đánh ra đi. Không có thông não gì thôi, chúng ta vô đi đâu. Vì bức thiên à. Trong mấy cái game khác thì qua sao phù là nghỉ được rồi.
có là 4 tầng thôi. Đánh chưa hết lúc tiền nữa. Chém. Cái điều khiển bá đạo phải rồi. Ba đồng. Thiên. Thiên thì sẽ tính từng chấm máu tới ra. Xong rồi. Được cái chuông vàng mà cũng level 1 mà. Thu hoạch được ở điểm thiên phú nữa chứ. Cùng lưng khối, đồ vật gì đó. Chính là trên núi có độc chiến khí. Bạch tỷ, qua bạch, một ý kiến. Cùng khối với chiều độc, quan hệ. Tạo ra sinh phụ. Thành niên cầu nhân bắt đầu nói chuyện. Mày giống Thu Tiên quá. Nói gì nói đi. Lỡ bản chứ nói gì chạy. Cùng lưng khối với bệnh dịch ở tiểu trấn là không liên quan. Sao chắc được. À, tại hạ từng gặp cung lưng khói rồi, tức quá là chế cung lưng sói cho vui thôi. Xong nó bỏ vào cái tự thể của mình, đưa đi dụng cụ, bỏ vô cái bình để củng phá thành cái loại đồ án thường dùng để tiểu thiết thư kể chuyện xưa. Giống mày xịt khói trong mấy cái khán đài lúc mày kể chuyện của hắn. Vậy này là sinh mùi cho dù mà nó khỏi tiêu tán thì cũng không bị đặc mày gây hại. Cho nên nói gây bệnh độc dịch thì rất là buồn tứ. Dù lại còn tự quý vị đem cung lưng khối đến. Còn họ có thể đưa đến nhiều tạo vật. Thế nào cũng nên diệt trừ. Chưa bạn có lý. Nên sập độc chứng khí cũng chưa thể chi việc. Cũng chi tứ mội có tin chẳng giữ. Chỉ là chọn một trong hai hả? Tiếp tục đu hàng tím luôn. Bắt trước là tính. Hay làm đi, này à. Tốc độ làm việc nhanh thôi. 119 nhầm rồi. Không biết mệt mỏi. Cứ là hà hồ bốc lộ luôn á. Này, nó được. Hết tiền rồi. Chút nữa được. Tư nhân kia chú thấy như vậy gì đây sao khu nào chắc tiến được người đó cái hạ là sao phu với tên sao phu luôn hả họ tài tên xế nên chức vụ là tài xế trời rất chặt người đông bệnh dịch hoàn thành ở đến đây nó bảo là loạn dục bệnh ngủ siêu phiêu dục tiên không phải dục như thế đúng rồi đó nghe cái sứ dịch bệnh mà nói lại đây làm ăn nghe đẹp nữ nhập nhập khi nào có tiền tài có tiền mua gái đúng rồi đầu óc với vấn đề đây là tinh thần tài hoa của ta tiểu phần đệ có hiểu tạm được thật không biết nói gì thằng nhân kia này ta nửa hy vọng cái sầu phu chắc phải tiết kiệm tiền á không mà ô tiếp nhận tệ hạ nhưng đường đi đúng hẹn nhà ở chỗ đi cũng không hộ tốt cho người nhiệm vụ chuyện mới lưu chuyển xài tiền hết đã để tôi tiết kiệm này đi không có điện mới xài xong đi đầu bếp rồi muốn tắm rồi xung quanh không nào ô này con này trông hương quá đuổi luôn đó đuổi luôn này ưu tú à ưu tú đuổi không được mà chơi dưỡng không dạ xuống
đi dừng nhé. Mèo gì đây? Bộ lương nhân hả? Sốt về nó ta nhà cũng chưa có gì mới. Tăng được tốc độ với công kích. Hai con này lấy bút chắc rồi. Cái hộp tím tăng hiệu suất cái tròn này học còn người cộng chi về luôn rồi. Cái gì uống gì chết chóc đây à? Cấp chất đều đủ hình phú 1/3 tạo nên phòng tội đọc đọc cũng có bổ kích hả ta đọc hết 3 điểm luôn mấy lại tăng được thôi thôi rồi cái điểm này xài chung mày ơi nè con số 3 nè tăng điểm thôi. Mỗi con điểm như công bằng kích tổn thương thì giờ bảo kích chiến lực lực chiến hả nào ta chọn đi trung gian trực tiếp tổn thương có 30 chỉ là lắp cho con nào trực tiếp tổn thương như này sinh mệnh phòng ngự đó đó tỷ lệ bảo kích không cần sinh mệnh với phòng ngự chuyện kỳ với đá tím này tính gộp lại đấy 2000 tiền tài tức là tiết kiệm được 2000 tiền đó đúc lại linh khí 3 lần đúc nào bạn đúc này đi cái gì vậy thầy chỉ thêm đồng loại với nhau mới làm được là lúc cái gây kiếm tím này đưa kiếm vàng nhé chỉ vừa phải khoan bên trái qua phải hay là bên phải qua trái trái phải tự tím lên cam không cái này bỏ vô mà đó tức là mày thì tăng cái chi số được cái bên trái bỏ qua bên phải á trời đó nghĩ gì nữa nhưng mà con game này hên xui lắm chiến lực mày làm thử cái cùi cùi đi biết gì thì đang thử cái cùi này chiến lực bằng người đẳng cấp không chỉ số nào lùi lựa chọn nữa thử hãy lên bằng ai à đây à cái dòng tím bên trái chuyển qua bên phải thử đồ xịt này tại sao mất cái dòng này á khoan mất cái dòng vàng này không đừng cái cháu lên phải ừ nhưng mà nó hiện cái dòng vàng bị bể này nè sợ nó mất rồi đâu đeo biết mày thử đi được rồi vẫn còn
nữa được không? Thử. À, mình giờ nó mất mẹ. Thôi mỗi món em lần. Tao còn ngủ nữa. Tao còn ngủ cái trò này đi. Mẹ đã học một chị yêu đơn cục ngữ. Yến chị có về phim mới à? Có dịch phim này đâu. Cũng phim bắn rồi. Lấy cái à mắt lắp được này phải chào rồi tặng ép đó nó còn hơi đạp mẹ nữa gì đây nó xong rồi. Nó linh kìa. Đúc lại linh khí á. Đúc lại không phải là chuyển những cái dòng nó qua. Đúc lại chứ không phải đi qua. Đục cụ đi. Đỉnh làm tiền ăn lo nơi. Tức là hai dòng chỉ số. Hai này đúng không? Chọn cái điểm cái hộp còn này trong rồi bấm lần nữa rồi con này cũng có hộp tiền mất tích. Tiền cũng 2.000 tiền hả? Nó sợ rồi. 60. Có chức 10 cái linh khí kìa tốt hình khỏe. Mình có linh khí hả? Chứ là vô đây mua mình món hả? Vì thế tiền xong có linh khí đổ hả? Rồi còn 4 đánh luôn. Trời cảm giác độc nó yếu hơn vậy. Chào phút từ từ mà. Rồi lên 161 rồi. Quên nghiên cứu bắt phát nữa mà. Chó xong. Chó xanh là gọi chó đẻ. Chém. Cái là ngôn từ của hàng chỉ châu thôi. Nói chung là không mất máu nữa. Vì thế ở bốn nữa nè. Chắc qua lực lượng đội dữ vậy. Game này thì chắc dạng là gặp khó quá thì chưa máy. Chưa máy thôi. Cho nên chưa xét lượng kim với đầu bài đó. Cái có cái này tự động gọi một chút tự được gọi quá to một từ gọi có thể gì khi chả đánh cái bay đất khi mà tháo hai ca đọc cái này không tiền đồng lên cái này không giải 48 rồi chỉ tức là nó ngon hơn kia chút. Chúng ta là thành
không khí cũng tươi đối hơn chút, được tự tại như cái bình thật. Xin lỗi bạn, uống hết châu, khi là mình nhưng mình có luôn hết châu đỏ tối là vì đưa cho một cô gái cô độc về tử xài để sinh nhật, không biết sao mà lại luôn lạc thế này. Cô nương này cùng người tử có dấu gì đó để phải xin cứu sự. Mọi thứ đúng là em có gì đó thì hoàng tử là có cảm tình với cô nương, nhưng lại ngại cô nương là tử gì nữ, con gái của tôi luôn hả? Chính thắng cũng là thái tử thái yếu thôi, thái tử không được chung dụng. Còn kinh kỳ quen thật quen tùy quyền tôi chán được chế bản đập nhân đưa đồ. Tức là thái tử này là không có quyền cao chức trọng với anh á, con nhỏ này con của tướng vua nên yêu mà đeo dám nói. Từ từ hai người nếu như kết thân thì khó tránh khỏi người đời đập tiếng nè. Kim Tuyên trên ái tình cảm, cô nương vừa hóa bắt đầu vui thịt. Nạn phước cùng cư vua cùng quen thứ để tiến tới cùng nhau. Là tới giờ rồi. Nếu thái tử thì thèm muốn nhưng mà nếu em nói cuối cùng thì em nó hốt rồi để tử đăng cơ làm đế rồi để có án. Cái gì? Thích lại lên phương quân chắc à đi đi tinh thần làm cái danh mông gì đó cuối cùng bị bắt là tội mưu phản. Còn cô ấy thì đã cho là vương phi đang ăn mặc gia đình cho đến kết cục. Chủ nhân kể chuyện cho đã thì không nhớ cái kết nên này đợi season 2 hả, kết mở rồi. Bây giờ cái bịch cũng lưu lại đây, nhỏ này cũng lấy cái bịch đây nó đẹp nè. Cái bịch này bị dọn sạch sẽ không còn dọn, cái bịch này chế tác vương vương ta nhìn cũng thích. Bắt tiếp tục bắt dâu bịch này vương tú bịch luôn này, bịch đang tiết kiệm tiền phải không? Siêu nhân gùi hả? Hàng băng hội công. Trời ơi nhìn chữ một chữ nhiều quá biến động. Nhìn bọc hệ viên. Cần cái hệ viên để bước đọc thôi. Lấy hình này. Màu cài hả? Để tỏ một kế tiếp cần tiền này thì đang tiết kiệm tiền mà. Thôi để mày muốn bóp đánh rồi. Con này như cũng hồi máu mà. Còn không có hồi máu mà cộng. Chẳng. Hội viên lấy hai con hội viên thôi, lấy con cầm khiên được rồi. Đúng không? Không. Đi, không được. Muốn đánh phép đi cho nó. Đánh phép cho cầm khiên ngon hơn. Mình bỏ ai ra bỏ con đồ đỏ nào không? Đủ quán gì đâu. Không biết được gì nữa.
con vết rồi. Vô 8 phút nữa nghỉ. Xài hữu chiêu này đóng hai thằng để qua quay trọng đóng đó đông eo eo ôi không ngon mày ơi đông eo eo thấy mấy con độc kia chỗ ngồi nữa. Hậu hành trực tiếp tổn thương. Đã bỏ ra sẵn đập đi rồi. Mày có cần không nào? Có cần thốn máu rồi đó. Lâu quay trở ông chút thủ rồi. Thiếu máu thì rồi luôn. Chết. Chúng này còn một nhưng mình giải 30. Chết luôn. Cái thiền sớm để lấy máu này. Biết thêm cái thiền nữa. Để người sao đánh boss. Lấy hai con hỷ viên rồi cái ống mana lên cho nó chơi bút kêu không ạ? Đón gì thôi chứ không biết này. Tại vì nó đi hay đi chó này ăn ngon hơn với mình. Mấy con phép của mình có lên không ạ? Ủa con bự thì máu 1.300 mà con nhỏ máu 7.000 à không nhỏ máu dưới vậy rồi. Chết cuối nè qua được thì lên vào 7 luôn. Đã dịch máu dữ rồi, tôi thấy khó.
Kinh ngợi. Xong. À, con boss là bút bịch. Vì không đủ đến ta thì đâu có bút báo rồi. Chúng tôi có đam rồi. Còn level nữa hả? Vô. Tinh anh là có một con áo trọng. Tinh là giữ mana. Bỏ tấu chư ra. Không biết cái khả cái chẳng yếu. Tao còn chưa chửi tụi mày nữa cho tội xong xong. Cái người phải dám nói là cản được. Thà thử đúng là mọi người. Cái người mọi người tao đã bị dọ. Cái người mà bồi hồi đáp cho ta. Cướp. Má bị heo cướp đường đó. Chưa bán giới. Ba thằng chán kia. Bốn thằng nào. À, ba thằng với một cây. Hai thằng kiếp. Chửi hồn ổ. Đề này tìm ra chút cơ duyên. Không được như cái người là phá loại. Nói chuyện như kiểu là ở kính trước trên vùng kỳ dị còn phui tự tử với tư cách gì biết thiên cơ mà nói ta là gian trá cũng không biết cư có phải nói dối không làm càng ta thích thanh đến đây muốn thành tiên cho người phá hư mình phải bồi thường cô nha 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 nha. Điên 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 về quá báo anh cũng cả thôi auto tam thủ không thủ di động báo à lắp ra hết để bắt ra bắt tìm lên với anh nữa cây anh lấy tim level 1 thì bổ kích chuyên hóa tăng tỷ lệ gia viên lực tăng kinh nghiệm 24 nhân gì không dự đầu này giống như nhân xong quá vậy tỷ tử nói này đại ca nói mày đó cũng còn tỷ 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 đưa là bá chủ phương này à tôi mới là thành chủ nè học biết tôi có tới chuyện của chồng biết người là tai mày nắm năm cỏ cậu dịch biệt sư của đồng đàn cái đàn có dịch bệnh nếu mà các hạ chỉ dẫn được thì còn cái mà đâu có làm dễ được trong cái gian với vấn đề gọi là một viên khách hàng hai cái viên mà biến. Tức là nơi đây là cái hiểm địa độc án không cần có dịch bệnh là cũng đủ bệnh để chết vừa Covid vừa sốt rét nữa gì mới lắng nghe nghe thôi rồi tích máy
xong viên đổ lắp vô luôn để tăng 200 đam. Kiếm được 2k tiền rồi. Cái gì đây? Cái gì đang xì đó là để nước vàng thú. Mày nó nuôi thú ảo cái gì đó. Nhìn thấy gì em? Ừ. Nút vàng thú là con thú nút vàng. Sơ phu mỗi 30 giây tiêu hao có thể lực sức 15 kim tệ. Đây mèo nè. Sơ phu đây quá không? Thì đồ ăn sư là gì? Quá đầy nhiều lót rồi. Ủa không bắt linh người lấy nguyên liệu nấu ăn là mồi nhử vũ bắt linh vật. Bắt nhị con này hay thủ à. Đây có tăng chưa? Có tăng nghỉ đạm không? Còn này hệ viên nè. Bắt hệ viên đi. Hệ viên thì nó ăn 6 loại trái cây này. Quýt áp chết hả? Điền nhanh hả? Để có chỗ này đi. Rồi bắt luôn. Cái này cái gì? Bổ thân và sư nấu ăn dùng với bắt được linh vật. Chắc nó nấu mấy món này quá. Thôi chứ à. Này bị bệnh quá rồi. Bệnh quản nó chết đỉu nó báo. Này bệnh luôn. Mày có phòng bệnh rồi. Thì bye bye luôn. Ở đây là chỉ bốc lọt thôi. Không biết mà tỏi 77% mà cuối cùng lại đổ bệnh. Con này luôn. Để em bút được. Đây. Thời gian đi. Dành được đồ lên 2 nè. Nấu đồ ăn cho vô luôn. Mình đang thiếu trái gì ta? Không có trái đỏ, nó nấu trái đỏ. Chết đồ chung kho trước. Kiếm gì ăn? Bạn ra sao vui vậy ạ? Cần hình chấn đẳng cấp 8 mới bắt được này. Thôi gì đó thành tỷ lệ bảo kích tổn thương nhóm lửa à. Lửa thì cái trò này à. Chắc không chơi gặp thiên nữa đâu. Tháo đồ thôi. Bảo tăng luôn à. Đấy nha mà. Còn máu. Viên cày. Chờ đưa bài mới. Lắp thú cho nó luôn. Chưa có thú. Lấy viên cày từ cái đầu. Đầu chặt. Đây chặt. Để về ăn trước. Kim vàng luôn, chuông,
Phải chung nói vậy. Một sức bắt độ sinh khí nhiên liệu đó chung hay với cái chung sắp xếp đều đẳng cấp phẩm cấp là gì đó cấp màu đây cái này level 2 mã này level 1 mà là thử như vậy đây. Không lắp cái vàng thì nó có tổn thương rồi đó. Bán ngang tới gói shopping mẹ có phép mới nào bí pháp xí có ai xài lắp vô do bỏ tiền này lắp vô dòng cây rồi rồi ơi tội nghiệp em đã bệnh hoạn nên mình đuổi nó luôn gì ê đổi 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 con không bắt con nó nữa đổi cái nóc đi cực lan lệ sĩ bí vũ cực lan bí vũ luôn. Ủa bí vũ là con chim hả? Heo à, hồi nãy đánh xong boss heo bắt được boss heo. Trong phần gì nè? Hỗ trợ được rồi, nhận được cư dân mới nè. À, để chi mộ được. Cái gì? Nhận được hai dạng luôn nữa bắt được gì nữa nè đi con này hai thuộc tính luôn đổi con phòng thủ đó hả phòng thủ cái con này đi anh đi đăng đứng quay nó nhỉ lọt tâm phương à quên chọn rồi đó nhìn thiện nhảy đảo chạy đối với đội hình hai con thể viên nè con mana chạy ra đó anh siêu thiệt ra luôn bốn con thể viên nó không biết con nào nữa ma đèn gì vậy đội hình một con bút máu cái do đặt có ba mấy con bốn con bộ bốn con sao là gì bốn con thì trước là bốn con thú bốn con sao bốn con tướng rồi à tu chiến à đó quá trời ta đẹp quá xéo kìa chắc
phương nào, góc nào, rồi để qua sau đó báo luôn động bị con động bẩn gì, cái gì có bắt được nó không? Rộng ơi, chỉ có nhiệm vụ thôi, cần mua lên mua thôi. Đồ đồ đây là hai, chung với hơi ngon lắm. Tiếp YouTube thì có gì coi không? Đã biết đúng đáp rồi, đúng đáp. Building this place. Nào thử đội hình bốn con hệ viên vô phạm chưa tại rồi bạn, cho nó thử sẽ chưa được. Quá đánh con này với tay mà. Ranked rewards. Let's go look at the ranked rewards. Would they look like 2%? Any, you know. Tôi quay boss chứ phải tự đánh mà. Để ngày này auto thế không thật. Bỏ đi, bỏ đi. Biết sợ nè. Auto gần như cái khi mà đầy trước là thị sát luôn. Đúng rồi. Theo tôi mà có kêu xài liền bởi vì mấy cái hộp thật như đâu nhưng có cái máu mà dưới 70% thì tự lo tự thầy thương còn máu gì chứ nó hành tinh này gì đây không xuất khẩu chỉ thích như này nào tại sao chúng đây không nói được, không nói được thì chém thôi, nói được cũng chém luôn, con game có lựa chọn này. Nó làm gì cả đọc máu đọc nhà hai chém đi đọc máu không cần không cần thiên thì đọc đọc sự tắt năm đầu luôn rồi máu bảy đầu luôn rồi được cái bộ phong sinh mệnh tấn công sinh mệnh được tự và tự độc thuật thì cái này cho con đọc á. This is a sick. I didn't even. Cái này mặc trang phục giống như là cuộc tận ở thị trấn, nhưng mà thành thị cái bên nó không có đồ vật đến giá. Chuyện này đám chặt cỏ này đến chỗ ở không có. Nó sẽ cần cái thư tính trên tay. Cần dấu dân còn chui ở bản phải chăng gặp qua chỗ này. Nhìn gần cũng không có ấn tượng. Đấy. Đóng nó bắt được một đống mới ăn mà. Bắt khác đi. Con này chuyên gia bắt thú à. Bắt thử con này đi, tập tan đi. Chết. Thư cũng làm mới không? Có anh thường nhầm mới. Vô bốc lột luôn. Vô đến bốc lột. Blood moon. Bệnh nặng. Yeah, blood moon or bệnh nặng hơn. Bệnh nặng hơn dính tiền anh luôn. Bây giờ lỗ ở đâu? Lỗ ở đây. I guess like I can get more in one. Okay, you know.
Why not? Gì đây? Đó. Tình tế thì chẳng. Kỳ dân đã hết rồi. Shop. Nãy giờ quên mua nữa. Có đồ ghê. Trời giờ giàu có anh suy nghĩ làm gì? Có tiền này. Fuck, I needed to get a banner. Bộ khí vừa quá xinh mệt. Đứng đồ level 1 không ta? Nice, season 14 Apex badge. Complete is bugged. Not even animated. Tốc độ cực quá, xin kiếm kinh nghiệm đi. Đầu game cần kinh nghiệm. Cái này không lên. Làm sao lên những tiếng này? Nice. She does look like Evelyn, Evelyn a little bit in Apex. Or, Kiếm về. Dark, thanks for 16 months. Hawkins, thanks for the 8. Yeah. That's why her hair didn't even like move in that. Đồ gì vô này cầm đó đi. Có gì thì tôi hình thay được. Kiếm luôn. Má full set quần kim là lo rồi. Ý năng tượng phục vụ tốc độ tổn thương. Kiếm đi kiếm nữa. Điền phát nữa. Tan. Nãy có gì. 2 stickers. Thì cái nữa vậy. How many stickers? Này có 2 cái phá viên. Phá viên chắc là con khỉ quá. Viên hậu. Is there only 2 stickers at all? Like, ừ. Right now? There's only 2 kiến stickers. Tạo nghĩa gì? Thôi. Stickers in the store of quái oh, oh, wait. This skin is sick! Quay đầu cũng đánh. I don't even play a Pathfinder when I get this. I gotta get the battle pass too. The battle pass looking like here. Okay, okay. Ash has the sickest skin in the game. I don't think it's ever they just release a bad Ash skin. I don't know why. Always Ash, it just has like all the good skins. Đúng là hai viên đã phát phiếu đã. This is a sick Revenant skin. That's a sick 301 skin. That is a sick ass throw. Charge riflers. Let me
Rygar, the 26 month. Phá vườn. Viên thế này là cái vườn chứ không phải là khỉ gì. Nhìn luôn hả? Viên là cái trang viên. Không có nào. Chưa có ai bật luôn. Mấy con này có cái gì thay? Đây thì được bật. Ghép được á. Ghép thì ai vậy? All of that is in 20 months and moon is at 30. I'm just adding 100 bucks. Không chênh nhau nhiều nhé. Cái dịch nè, đèn nè, cái con này chim nè, sói nè. Phải rồi, con này đèn giống con cá. Đèn 3, 6, 2. Đặt được cây thủ và vết máu. Nói là gì vậy? Are these guys still fucking downloading? Like, why are we taking so long? Ai ơi, tao lỡ. Ủa, here, I think it's 21 months. Sorry, player, it's 19. Chết. Nãy tao lỡ xóa năng kia vậy này. I'll get in the range of real quick on. Ủa? Raven, are you still downloading? Học tao lạc mới, là nó học chơi vậy. Probably still downloading, the guy is in fucking North Dakota, bro. Mấy cái chiêu dưới này mới học được. Thế là lấy cái điểm cấp cho thú. Frito, thanks for 34. Rồi, em mừng. And now I get 500. Thì nâu. Cái gì vậy? Tôi mới làm gì vậy? Thanks for the núp cái đồ này hy sinh cái điểm thân thật. Devourers, thanks for 5 months, it's my webcam. Thanks so much for my cam. Why is that? Everyone's playing Catalyst in the fucking game. Oh, that's crazy fast. Wait. They changed this. Thì áp ấn đồ. Thôi nó nhiều. Đồ trực dương thì chắc không xài nữa. That is a long wall, but it's actually not that tall, like at all. Like two floors. I'm doing it on flat ground. You can't. I'm pretty sure you can shift through it, but it's. What? Đâu rồi? Thì hay cả. The clone shoot back. Thì cô không lên. Chắc được người ra. Everyone's playing Catalyst. There's shit. Why do I hear 50 fucking?
Voidy takes 25 months. Virgo takes 7. Imagine, bro. Imagine there's still aim assist through the fucking wall. Imagine. Oh yeah, we can have Ryu hear the audio now. The Q is pretty damn fast though. Thử rồi hình 4 đọc mày. Cái này chắc còn lâu lắm. Ủa mở hai xí tôi sinh này được cái gì không? À thử đi. I wonder like how broken it would be to throw this at like a Newcastle. Vẫn là nhân viên nhưng mà nó khác. Like would it leak? Like how would it work if I throw this like right next to Newcastle wall? Vẫn là hồi máu. Này thành hư sinh thì sinh. Wait, no, it disappears. Máu trào mà thử nhiều rồi. Không chịu thấy cái gì đâu. Bút lại 3 lần. Mình cũng có thấy đỏ hơn. Mình thử bút hơn không? Somebody else in it. Okay. Boy, this is a 15. So good. Now, I'm going to game and took now. Well, I tell you, now I'll go. So, doesn't. I'm going to hold on. That doesn't make any sense. Yeah, I'll go away to my house.